Hãy mở khóa còng cho Dư sư trưởng. Trương sư trưởng, chúng tôi không có quyền hành này. Dư sư trưởng là công thần của đảng quốc dân. Quỹ viên trưởng đã bố trí anh ta cản trở thời cuộc, phá vỡ áp lực. Sau này quốc dân đảng nhất định sẽ tiếp tục trọng nhiệm. Mở ra. Dư sư trưởng là một yếu phạm. Đây là mệnh lệnh của tưởng quỹ viên trưởng. Lời tôi nói anh không nghe hiểu sao? Có cần còng cả tôi hay không? Mở ra. Tội nhân dân tộc, không cần phải mở ra. Có thể còn binh sĩ còn sống. Tôi muốn đi tìm họ. Vậy được. Dư huynh, tôi sẽ đi cùng anh. Hà Bình An này thật sự gan dạ giống như anh nói sao? Người này đại trí đại dũng, đại nhân đại nghĩa. Nếu tướng lĩnh của quốc đảng đều như thế, thì ác sẽ không để mất nửa giang sơn. Tuy là đảng cộng sản, nhưng lúc này anh nói những lời này e rằng không thích hợp lắm. Bây giờ tôi còn quan tâm nói như thế nào sao? Tôi chỉ muốn tìm được anh ấy, cho dù là thi thể. Lúc đó Thẩm Tương Lăng dẫn theo hai đứa bé, chính là bị mắc kẹt ở đây. Tương Lăng đâu? Tương Lăng. Các con. Tương Lăng. Chúng em ở đây này. Em ở đây này. Chúng em không sao. Nhanh, mau bảo vệ sư trưởng thoát đi. Đứng lại. Nếu anh bây giờ xông lên cũng sẽ không cứu được cô ấy. Họ đang đợi ở đó thì vẫn sẽ an toàn hơn đi theo chúng ta. Đưa sư trưởng thoát đi. Nhanh lên. Cẩn thận. Có đồ bị ăn qua, chứng minh là có người từng chiến đấu ở đây. Họ vẫn còn sống. Hà Bình An vẫn còn sống. Vẫn còn vết tích tại đây đều là 4-5 ngày trước để lại, thì làm sao có thể còn người sống chứ? Cho dù có người còn sống thì cũng chưa chắc là Hà Bình An. Anh không hiểu rõ con người này. Những việc người khác không thể làm thì anh ta có thể làm được. Anh ta đã từng hứa với tôi rằng sẽ sống tiếp để đợi tôi quay về. Nhất định cô ấy còn sống. Xin hãy hạ lệnh tìm người. Tìm như thế nào? Đào từng viên gạch lên, tìm trên từng tấc đất, ở các mương nước, trên mái nhà, chắc còn người còn sống. Dùng trạm phát thanh để kêu gọi. Hà Bình An nhất định còn sống. Trong thành đầy rẫy chết chóc này thì làm sao có người còn sống được chứ? Tôi rất nhanh sẽ kết án, có khả năng sẽ thi hành. Xem như đây là thỉnh cầu cuối cùng của tôi. Xin ông. Được thôi, tôi sẽ hạ lệnh. Các đồng bào, các chiến sĩ, Đường Đức đã đoạt lại được rồi. Mọi người được an toàn rồi. Nếu như mọi người nghe thấy thì hãy lập tức đi ra. Nếu như mọi người nghe thấy thì hãy lập tức đi ra. Các đồng bào, các chiến sĩ, chúng ta đã thắng lợi rồi. Nếu như mọi người nghe thấy thì hãy lập tức đi ra. Mọi người đều là anh hùng, đều là tráng sĩ. Xin hãy ra đây đi. Các đồng bào, các chiến sĩ, Đường Đức đã đoạt lại được rồi. Chúng ta an toàn rồi. Nếu mọi người nghe thấy, hãy lập tức ra đây. Đã tìm thấy chưa? Vẫn chưa. Không tìm thấy Hà Bình An. Tôi đã kiểm tra qua tất cả danh sách, không có tên của Hà Bình An. Tôi nghĩ có lẽ đã tử chiến rồi. Không đâu. Đây là chiến trường. Sẽ không có ai không chết. Loại người giống như Hà Bình An cho dù là chết thì cũng sẽ chết trong quanh quanh liệt liệt, sẽ không để lại tung tích gì đâu. Tôi vẫn phải tìm. Trời sắp tối rồi. Vậy hãy để ngày mai đi. Tiếp tục tìm kiếm. Cho tôi hai người. Tôi sẽ tìm thâu đêm. Được thôi. Tôi sẽ cho anh một đội.
Hà Bình An, Hà Bình An, Hà Bình An. Tôi không tin là không tìm được anh. Cho dù phải lục tung cả đường đất, tôi nhất định phải tìm được anh. Sống phải thấy người, chết phải thấy xác. Hà Bình An, Hà Bình An, Hà Bình An, Hà Bình An, Hà Bình An. Hà Bình An. Đây là Hà Bình An. Dĩ nhiên không phải anh ta rồi. Các anh xem, một phát bắn chết, trúng ngay trán. Trong đường đất có thể một phát bắn trúng ngay trán, chỉ có thể là Hà Bình An thôi. Anh ta vẫn còn sống. Tiểu hầu tử, nhanh lên. Nhanh lên, từ từ thôi tiểu hầu tử. Không sao, không sao rồi, đừng sợ. Ở dưới đáy giếng không có nước, có thể trốn được. Giữ chắc, đừng sợ. Học Văn, em cũng phải nắm chắc vào. Mau nào, nắm chắc nhé. Nắm chắc nhé. Cho dù xảy ra chuyện gì đi chăng nữa thì em cũng đừng đi ra, đừng lên tiếng. Chỉ khi nghe thấy tiếng của người Trung Quốc thì em hãy đốt pháo. Lúc đó chính là lúc mà Dương sư trưởng trở về. Đợi đã, Hà Bình An. Nếu như anh không đi xuống thì em sẽ không xuống đâu. Lúc này đây, em phải ở bên cạnh của anh. Nam nhân đánh trận chính là để cho nữ nhân và trẻ con sống tiếp. Đừng nói những thứ này với em nữa. Trong lòng anh hiểu rõ nhất anh đã bị thương đến thế nào rồi. Bình An, em không muốn anh bị chết. Anh hiểu không? Những việc này anh đã hứa với em, chẳng phải anh đã làm được rồi sao? Mỗi lần anh đều có thể sống sót quay trở về thì lần này cũng sẽ không ngoại lệ đâu. Tin tưởng anh, đừng nói với em những lời này nữa. Em cầu xin anh Hà Bình An, chúng ta hãy cùng nhau đi xuống dưới đi. Em không muốn anh rời xa em đâu. Bây giờ em thực sự rất sợ hãi. Em sợ anh chết, anh hiểu không? Em cầu xin anh Hà Bình An, chúng ta hãy cùng nhau đi xuống dưới được không? Hứa với anh, em và con phải sống tiếp.
đợi anh trở về. Được, em hứa với anh. Báo cáo, chúng ta đã phát hiện Hạ Bình An rồi. Chính xác là Hạ Bình An sao? Chính xác. Người đâu? Đã đuổi theo rồi. Nhất định phải bắt sống. Lập tức ngăn cản bọn chúng. Không, đích thân tôi sẽ đi. Đi. Nam nhân đến trận chính là để cho nữ nhân và trẻ con được sống tiếp. Em đã trải qua cả đời người của một người bình thường, cả đời này, nhưng có thể coi như 10 người đời. Anh không tin kiếp sau, anh chỉ tin rằng đời này kiếp này có thể gặp được em. Anh rất vui.